Chào mừng tất cả các vị khán giả đang theo dõi tại channel của chúng mình. Hơn 20 thẻ đỏ bị đuổi ra khỏi sân vì lý do không tưởng. Năm ngoái tại Copa America, Messi đã có lời qua tiếng lại với Gary Mendel của Chile ở trận tranh hạng 3 dẫn đến thẻ đỏ và bị cấm thi đấu cho tuyển Argentina một trận. Tuy nhiên, thời hạn trừng phạt đã hết và Messi vẫn về khoác áo tuyển đá vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10 tới. Đã có lời ra tiếng vào là cầu thủ bị treo giờ một trận thì dù thời gian có kéo dài bao lâu, cầu thủ vẫn phải chấp hành xong án phạt. Tuy nhiên, Messi đã thoát án phạt treo giờ nhờ yếu tố quá hạn. Điều này đang tạo ra nhiều tranh luận. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina AFA Claudio Tapia đã liên lạc với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ ông Alejandro Rodriguez để được tư vấn và được biết rằng thời hạn treo giò của Messi đã qua. Như vậy, sau trận tranh hạng 3 đến nay, Messi chưa khoác áo đội tuyển Argentina trở lại nhưng án treo giò của anh đã hết hạn. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình được đính kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất và luôn ủng hộ cho channel của chúng mình nhé. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục ra cái anh, chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Những chiếc thẻ đỏ là một phần không thể thiếu trong bóng đá. Tuy nhiên, trên thế giới, các vị vua sân cỏ lại có những trường hợp rút thẻ khó tin và vô cùng hài hước. Chưa hết, những phản ứng của các nạn nhân cũng là một đề tài không thể không đề cập đến. Bây giờ, hãy cùng điểm qua top những tình huống cầu thủ bị đuổi khỏi sân một cách ngớ ngẩn và phản ứng của họ nhé. Trong trận đấu thuộc vòng 20 Serie A năm 2015, Messi do không giữ nổi bình tĩnh đã lao vào bóp cổ Loris Khanna ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Tệ hơn, cầu thủ người Pháp còn tiếp tục gây rối với đội trưởng của Lazio, Stefano Mauri. Vì hành vi này, Messi đã phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Paolo Mazzoleni. Theo tin từ báo chí Italia, Khanna đã có lời lẽ xúc phạm với Messi và cộng thêm việc Milan đang thua ngược trước Lazio nên càng khiến cựu cầu thủ của Roma nổi điên. Từ bỏ môi trường đỉnh cao Premier League, Ramirez chạy theo tiếng gọi đồng tiền chuyển sang chơi bóng tại giải nhà nghề Trung Quốc dưới màu áo câu lạc bộ Jiangsu Suning. Trong một trận đấu hồi tháng 7 năm 2016, Jiangsu của Ramirez để thua ngược Shandong Luneng tại giải nhà nghề Trung Quốc. Anh đặc biệt không hài lòng với cách điều khiển thiếu công tâm của trọng tài, người rút thẻ đỏ với Ramirez sau khi hết trận. Đến lúc này, ngôi sao người Brazil không còn giữ nổi bình tĩnh, định chạy ra thường cản chân hạ cản tay với vị vua áo đen. Phải khá vất vả, các đồng đội của Ramirez mới giữ được anh, tránh sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Trong trận đấu giữa Bigfoot Tigers và Amagagasi tại giải bóng đá Zimbabwe, có một tình huống vô cùng hy hữu diễn ra khi cầu thủ và trọng tài xông vào ẩu đả nhau. Cụ thể, sau khi người điều khiển trận đấu rút thẻ đỏ với một cầu thủ, anh này đã quay lại đấm liên tiếp vào mặt trọng tài. Không phải tay vừa, vị trọng tài này cũng nhanh chóng ra đòn lại và trật tự chỉ được vãn hồi khi cầu thủ hai bên vào can ngăn. Chung cuộc ở trận này, Amagagasi là đội giành chiến thắng 1-0.
Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Ronaldinho từng nhận thẻ đỏ lãng nhách hồi còn thi đấu cho AC Milan. Rô Vũ không hiểu tại sao mình nhận thẻ đỏ trước rồi nhận thẻ vàng sau, nên anh chỉ biết cười trừ, còn vị trọng tài đáng kính cũng tươi rói rói. Cristiano Ronaldo đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng 2-0 của Juventus trước Valencia ở lượt trận đầu tiên bảng G vòng bảng Champions League năm 2018. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã va chạm với cầu thủ Jason Murillo của Valencia trong vòng cấm của đối thủ. Sau khi thấy Murillo ngã xuống, Ronaldo tỏ vẻ không hài lòng vì cho rằng cầu thủ của Valencia đã ăn vạ. Anh đã tiến đến và có hành động dùng tay kéo nhẹ tóc của Murillo, và trọng tài lập tức đã rút ra thẻ đỏ trực tiếp với Ronaldo. Ngôi sao người Bồ vừa méo máu vừa phản đối trọng tài trong sự tức tưởi. Tiền đạo Alhaji Camara có phản ứng hài hước sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu tại giải vô địch Thụy Điển hồi năm 2014. Sau khi nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ gián tiếp, Alhaji Camara chạy thẳng vào đường hầm trong trạng thái kích động. Chân sút sinh năm 1994 vừa khóc vừa la hét khiến tất cả khán giả phải sững sờ. Trong trận cầu tâm điểm vòng 37 giữa Milan và Roma hồi năm 2013, Ali Muntari đã phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ vị trọng tài vì có phản ứng quá khích đối với chiếc thẻ vàng của Mario Balotelli. Đây là lần thứ 10 Muntari bị trút quyền thi đấu. Trong một trận đấu hồi tháng 9 năm 2016, hậu vệ Medi Đerešević lập một hat-trick trong chiến thắng 6-1 của Nobby IF trước đối thủ Tivaker ở giải hạng nhất Thụy Điển. Vì quá vui mừng nên anh đã quyết định ăn mừng bằng cách chạy lên khán đài đóng giả một cổ động viên, rồi sau đó vỗ tay tưởng thưởng cho màn trình diễn của bản thân. Tuy nhiên, pha ăn mừng quá lố này của Medi Đerešević đã bị trọng tài tặng cho chiếc thẻ đỏ. Một cầu thủ người Bồ Đào Nha có tên là Gibel đã bị trọng tài trút quyền thi đấu vì một hành vi phản cảm. Cụ thể, sau khi ghi được bàn thắng, anh đã xô mông của mình lên khán đài một cách vô cùng tự nhiên. Và hành động này dĩ nhiên khiến trọng tài cực kỳ khó chịu. Kết quả là một chiếc thẻ đỏ đã được rút ra cho Gibel. Cầu thủ Edin Dzeko của AS Roma và tuyển Bosnia-Herzegovina đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn vì hành vi tuột quần đối thủ trong trận đấu giữa Hy Lạp và Bosnia-Herzegovina trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Phút 76, Edin Dzeko trước đó đã nhận một thẻ vàng ngã xuống đất bởi pha đeo bám quyết liệt từ phía Kyriakos Papadopoulos. Hy Lạp đang bị dẫn trước nên Papadopoulos muốn nhanh chóng đưa bóng vào cuộc dẫn đến tranh chấp với Dzeko. Tiền đạo đang chơi cho AS Roma phản ứng bằng cách ôm chặt chân đối thủ. Trước khi trọng tài và các cầu thủ khác can thiệp, anh thậm chí đã tuột quần Papadopoulos xuống, khiến trung vệ này lộ toàn bộ quần lót. Tình huống này khơi mào cho một màn xô xát giữa cầu thủ hai đội. Papadopoulos tham gia và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dzeko, đội trưởng tuyển Bosnia-Herzegovina, nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân với máu chảy ra từ một vết cắt gần tai.
Những gì chúng ta đang được chứng kiến là tình huống đã xảy ra trong trận đấu bóng đá giữa Al Nassr và Al Arabi, hai đội chơi ở giải vô địch quốc gia Kuwait. Trong một pha tranh chấp bóng, cầu thủ Al Nassr đã phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Quyết định này của trọng tài đã vấp phải phản ứng gay gắt từ các cầu thủ Al Nassr. Trong lúc giận dữ, trọng tài Saad Al-Fathi đã đấm thẳng vào mặt Ibrahim Mathuri, khiến cầu thủ này lập tức nằm sân. Chưa dừng lại ở đó, trọng tài Saad Al-Fathi còn tranh thủ tung cú đá vào bụng một cầu thủ khác. Vừa rồi là những tình huống khó đỡ xoay quanh chiếc thẻ đỏ. Nếu thấy video thú vị, đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.